Sau 17 năm, Barcelona mới lại góp mặt ở đấu trường C2 châu Âu, nay là Europa League. 17 năm có lẽ là một khoảng thời gian tương đối dài trong hành trình phát triển của một câu lạc bộ. Nó có thể thay đổi Chelsea từ một câu lạc bộ tầm trung, giờ đây trở thành một anh hào của bóng đá Anh, hay biến Manchester City thành một trong những đội bóng hàng đầu châu Âu. Và trong khuôn khổ video hôm nay trên Cảm Show, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem những cầu thủ Barcelona tham dự trận đấu Europa League gần nhất với Celtic giờ ra sao. Thủ môn Victor Valdes. Valdes có thể được xem là một trong những thủ môn xuất sắc nhất lịch sử Barcelona. Những danh hiệu mà thủ môn người Tây Ban Nha có được chắc chắn chỉ thua mỗi người đồng hương Iker Casillas. Trong 12 năm cống hiến cho được chủ sân Camp Nou, Victor Valdes đã giúp đội bóng này có thêm 6 danh hiệu La Liga và 3 Champions League. Tuy nhiên, chiến tích đáng nhớ nhất trong áo câu lạc bộ có lẽ cú ăn 6 vào năm 2009. Trong trận đấu gần nhất tại Europa League, Victor Valdes đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình khi không để cho các cầu thủ đội bạn ghi bàn. Nhưng đội bóng của anh cũng không thể đi tiếp do đã để thất thủ 0-1 trên đất Scotland. Valdes treo găng vào năm 2014 và đã chuyển sang công tác huấn luyện. Anh cũng từng có khoảng thời gian hơn 1 năm làm huấn luyện viên đội trẻ của Barcelona trước khi sống xa truyền thông. Hậu vệ trái Michael Rezinger. Cựu hậu vệ người Hà Lan cũng là một trong những ngôi sao rất được kỳ vọng của Barcelona. Tuy nhiên, có lẽ những gì mà tinh túy nhất của Rezinger đã được để lại Ajax. Trong một câu lạc bộ quê nhà, dù không thi đấu bất kỳ một trận nào, nhưng Rezinger vẫn được chạm tay vào chiếc vô địch Champions League vào năm 95. Đó cũng là danh hiệu châu Âu gần nhất mà đội chủ sân Johan Cruyff có được cho đến thời điểm hiện tại. Trong khi đó, tất cả những gì mà cựu hậu vệ sinh năm 73 có được cũng là hai danh hiệu La Liga sau 7 năm khoác áo Barca. PSV chính là bên đội cuối cùng trước khi Marco Rezinger tuyên bố treo giày vào năm 2007 và đi theo con đường huấn luyện. Từ năm 2019 cho đến nay, Marco Rezinger vẫn là trợ lý đắc lực cho Erik ten Hag tại Ajax. Trung vệ trái Luis Garcia. Từng là một học viên ưu tú của La Masia, nhưng không thể nói rằng Luis Garcia đã có những năm tháng thành công cùng Barcelona. Anh bị đem đi cho mượn ở rất nhiều câu lạc bộ khắp Tây Ban Nha trước khi bị Atletico Madrid trả về vào năm 2003. Trong trận hòa không bàn thắng cách đây 17 năm trước Celtic, Luis Garcia được bố trí trung vệ lệch phải, vốn không phải vị trí mà cầu thủ sinh năm 1943 có thể chơi tốt. Cảm thấy bản thân mình không được trọng dụng, Garcia đã khăn gói rời Tây Ban Nha để cập bến Liverpool. Đội chủ sân Anfield cũng chính là nơi mà Luis Garcia được tận hưởng không khí làm vua lục địa già vào đêm Istanbul năm 2005. Luis Garcia giải nghệ vào năm 2016 sau khi trôi dạt sang rất nhiều đội bóng khác nhau và cũng quyết định chọn cuộc sống xa ống kính truyền thông và không liên quan gì đến bóng đá. Trung vệ giữa Olige. Có thể nói, trong sự cầu thủ ngắn ngủi của Olige, anh đã dành 5 năm cho Barcelona trước khi cống hiến thêm 3 năm cho Ajax. 5 năm tại Camp Nou có thể được xem là tròn vẹn đối với cựu cầu thủ người Tây Ban Nha. Olige có được 2 chiếc vô địch La Liga liên tiếp 2004-2005 và 2005-2006, cùng với đó là một danh hiệu Champions League. Sau đó, vô địch quốc gia Hà Lan cùng với Ajax trong mùa giải cuối cùng của sự nghiệp. Sau khi giải nghệ vào năm 2011, Olige tập trung vào công tác làm chính trị. Anh cũng từng có một bài báo nói về những hành động không tốt từ chính huấn luyện viên cũ của mình là Frank Rijkaard và chủ tịch Hoa Lạp Porta. Trung vệ phải, Carles Puyol. Không còn nghi ngờ gì, Puyol là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất của Barcelona cũng như bóng đá Tây Ban Nha. Những phẩm chất cần có của một người đội trưởng đã tạo nên một tập thể chiến thắng, hội tụ đủ trong con người của cựu trung vệ người Tây Ban Nha. Không thể nói sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp của Puyol là dài, nhưng 15 năm khoác áo Barcelona cũng không được xem là ngắn. Gần 400 trận đấu chơi một câu lạc bộ duy nhất, tác giả của 12 bàn thắng và luôn là chốt chặn đáng tin cậy của nhiều đời huấn luyện viên. Carles Puyol quả là một cầu thủ vĩ đại có 1-0-2 của bóng đá Tây Ban Nha. Sau khi trải qua năm 2004 không mấy thành công, cựu trung vệ sinh năm 78 vẫn quyết định ở lại và cống hiến cho sân Camp Nou. Để rồi chính Puyol là đầu tàu kéo cả tập thể Barca tìm lại vị thế nhà vô địch và anh ra đi như một vị vua vào năm 2014. Hiện tại, Carles Puyol vẫn đang theo học công tác huấn luyện viên và anh vẫn tham gia phân tích bình luận bóng đá trên truyền hình Tây Ban Nha. Hậu vệ trái Gabri. Trước một đội hình đầy sao của Barcelona, Gabri đã không thể trụ được để cạnh tranh cho một vị trí chính thức và phải chuyển sang Ajax vào năm 2006. Trình làng vào năm 2000 từ Barça B. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 79 không để lại quá nhiều ấn tượng. Rồi sau đó, anh phải rời Camp Nou không kèn không trống. Mặc dù cũng kịp bổ sung và bổ sưu tập danh hiệu của mình 2 La Liga và 1 Champions League. Năm 2014, Gabri giải nghệ trong áo của Lausanne Sport của Thụy Sĩ để chuyển sang công tác huấn luyện. Gabri cũng đã từng có khoảng thời gian 3 năm dẫn dắt Barça B trong vai trò là trợ lý huấn luyện viên. Tuy nhiên đến năm 2017, Gabri
cũng bắt đầu rời xa ống kính truyền thông và chỉ chuyên tâm dẫn dắt những đội bóng nhỏ hơn ở địa phương. Tiền vệ trung tâm Xavi. Cảm giác được uống C2 một lần nữa lại ùa về trong tâm trạng của Xavi. Những nỗ lực, những thay đổi của Xavi là điều mà ai cũng có thể nhận ra từ những ngày đầu nhậm chức, nhưng kết quả là thứ được tạo ra từ nhiều hơn. Một Real Betis quá kỷ luật và khoa học cùng với một Bayern Munich đang trên đỉnh cao phong độ, rõ ràng là những bài toán quá khó với Barca đang thiếu ổn định và đang đập đi xe lại. Trong cuộc chiến cách đây 17 năm, Xavi cũng tỏ ra bất lực trong việc phối hợp cùng với những người đồng đội chơi xung quanh. Vấn đề này đã được giải quyết khi Iniesta được trình làng. Nhiệm vụ của nhà vô địch World Cup 2010 giờ này là nhanh chóng quên đi thất bại trận vừa rồi và tập trung vào đối trường La Liga cũng như Europa League. Bất kỳ danh hiệu nào cũng có thể được xem là niềm an ủi lớn lao dành cho các cô lê vào cuối mùa này. Tiền vệ trung tâm Gerard Lopez. Mang tiếng là người con của xứ Catalonia, nhưng Gerard Lopez có lẽ không phải là một cái tên quen thuộc trong tâm trí những người hâm mộ Barcelona. 5 năm, 91 trận đấu, quả là một con số vô cùng ít ỏi. Trước khi chơi cho đội hình 1 của Barca, cựu tiền vệ sinh năm 79 đã từng có khoảng thời gian tương đối ngọt ngào cùng với Valencia sau khi bị đá ra khỏi Barca B. Dù chỉ thi đấu vòng vẹn 45 trận cho bài dơi, nhưng anh cũng kịp giúp đội bóng này giành ngôi vị Á quân Champions League 99-2000 trước khi trở về Camp Nou vài tháng sau đó. Tại đây, Gerard Lopez có thêm một danh hiệu La Liga ở mùa bóng 2004-2005 trước khi chuyển đến Monaco và giải nghĩa vào năm 2011. Từ năm 2015 đến 2018, Gerard Lopez cũng đã thử sức ở vai trò huấn luyện viên đội B của Barca. Tiền vệ trung tâm Philippe Cocu. Barcelona chính là đội bóng mà Cocu cống hiến nhiều nhất trong sự nghiệp cầu thủ nếu không tính hai giai đoạn chơi cho PSV. Nhưng thật tiếc thay, tập thể Barcelona ngày đó không đủ mạnh để Cocu có thể có nhiều hơn một lần được làm vua sữa đấu bò. Chỉ có duy nhất chức vô địch mùa giải 98-99, cũng là mùa bóng đầu tiên mà Cocu cập bến. Mùa 2003-2004 năm đó cũng chính là những ngày tháng cuối cùng mà cựu tiền vệ người Hà Lan khoác lên mình màu áo đỏ lam trước khi trở về Hà Lan đầu quân cho PSV. Năm 2008, Cocu giải nghề trong áo của Al Jazeera thuộc các giải vương quốc. Năm 2008, Philippe Cocu treo giày trong áo Al Jazeera tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trước khi chuyển sang công tác làm trợ lý huấn luyện viên tại đội tuyển Hà Lan từ năm 2008 đến 2012. Từ năm 2013 đến 2018, Philippe Cocu cũng có cho mình những thành công nhất định khi dẫn dắt PSV. Tiền đạo Luis Enrique. Chiến lược gia hiện tại của đội tuyển Tây Ban Nha là cái tên hiếm hoi thi đấu xuất sắc trong cả hai màu áo Barca và Real. Nhưng số danh hiệu mà ông có được khi khoác áo đội chủ sân Camp Nou là vượt trội khi còn thi đấu cho kèn kèn trắng. Điều đáng tiếc có lẽ là cả trong sự nghiệp thành công của mình, Luis Enrique vẫn chưa có bất kỳ lần nào được làm vua châu Âu. Trừng hòa năm đó trước Celtic cũng là năm cuối cùng mà ông thi đấu cho Barca trước khi tuyên bố giải nghệ và chuyển qua làm huấn luyện viên. Luis Enrique từng có khoảng thời gian dẫn dắt đội bóng cũ và hoàn thành được giấc mơ Champions League. Và hiện tại, Luis Enrique chính là thuyền trưởng dẫn dắt một La Roja cực kỳ trẻ trung và nhiệt huyết. Tiền đạo Ronaldinho. Huyền thoại người Brazil duy nhất trong đội hình cũng chính là một trong những ngôi sao sáng nhất, nhưng lại không thể tỏa sáng trong trận đấu ngày hôm đó. 4 năm sau trận hòa thất vọng đó, đầu tàu này đã đưa Barcelona đến với 2 danh hiệu La Liga liên tiếp và một Champions League trước khi chuyển sang AC Milan. Nhưng tất cả những gì Ronaldinho có được cùng với Rossoneri cũng chỉ là một danh hiệu Serie A mùa giải 2010-2011. Năm 2015, Ronaldinho giải nghề tại đội bóng quê nhà và cũng là cầu thủ hiếm hoi không đi theo nghiệp huấn luyện mà lại đi vào tù. Đã có không ít lần Ronaldinho đã phải ăn cơm và chơi bóng trong tù vài năm trở lại đây. Huấn luyện viên Van Rijkaard. Cựu huấn luyện viên người Hà Lan trước khi làm nghề cầm sao vàng cũng từng có những năm tháng rực rỡ cùng với Ajax và AC Milan. Có thể nói hầu hết mọi danh hiệu tập thể cao quý đều đã qua tay của trung vệ sinh năm 62 này. Sau khi chật vật với Barcelona vào những thời gian đầu, đỉnh điểm là việc dừng bước tại vòng 1/16 Europa League, Van Rijkaard đã nhanh chóng giúp đội bóng này tìm ra được nguồn quay chiến thắng và có được hai danh hiệu vô địch quốc gia liên tiếp cùng với Champions League năm 2006. Tất cả những điều này đã giúp ông trở thành một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Năm 2008, ông rời Camp Nou để huấn luyện những câu lạc bộ nhỏ hơn trước khi giải nghề vào năm 2013. Hiện tại, Van Rijkaard vẫn tham gia đóng góp vào công tác xây dựng nhân vật cho tựa game FIFA. Trong dàn dự bị của trường hòa năm đó còn có những cái tên khác khá nổi bật như Sergio Garcia, người từng có 2 năm chơi cho Barcelona và được vào sân thay cho Luis Enrique ở phút 64. Nhưng với cầu thủ chỉ có 4 lần ra sân như ông, thật khó tạo nên bất ngờ. Mark Overmars cũng từng nổ lên trong thời gian thi đấu cho Ajax ở vị trí chạy cánh và có được 3 danh hiệu vô địch quốc gia và một cúp C1 năm 95. Tuy nhiên, Barca không phải là miền đất hứa với cầu thủ sinh năm 79. Và đó cũng là những phút giây cuối cùng trong áo Barcelona
trước khi Obama giáng nghèo vào năm 2009. Một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử bóng đá Mexico, Rafael Márquez, cũng từng có khoảng thời gian cực kỳ thành công ở Camp Nou. Trong trận với Celtic ngày hôm đó, anh vào sân thay cho Puyol ở phút 34 và chơi khá trọn vai. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là những ngày tháng đầu tiên anh đến với Barcelona, và chính Márquez là nhân tố vô cùng quan trọng cám vào vị trí của Puyol trong suốt 7 năm sau, cụ thể là đến năm 2010. Năm 2018, chủ nhân của ba danh hiệu La Liga và hai Champions League cũng tuyên bố treo giày. Vậy là chúng ta đã điểm qua những cái tên đã thi đấu trong trận đấu gần nhất của Barcelona tại sân chơi Europa League 17 năm về trước. Đây quả thật là một điều không thể vui với các culé khi giờ đây họ lại phải đối đầu với những đội bóng mà những năm trước họ đã dễ dàng bắt nạt. Tuy nhiên, bóng đá là vậy, nếu không có những nốt trầm thì ta sẽ không bao giờ biết quý trọng những nốt thăng. Nên các culé hãy tiếp tục tin tưởng vào một tương lai tươi sáng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo của Giờ Ra Sao.